Tết còn ăn Tết. Tết về quê không? Em có. Về chứ, phải năm một cái Tết không về. Bao giờ về? Em chắc tầm 28-29. Quê Bắc Ninh em đi xe máy về được. Bắc Ninh gì vậy? Bắc Ninh là cũng dễ đó. Không gắt. Em ở qua Thuận Thành, Gia Bình. Đi lại thoải mái. Vâng, thì bé nhất cả nước mà. Bắc Ninh thì bé nhất cả nước. Căn bản nó giáp Hà Nội cho ra không phải đấy, không. Ngày nào nó cũng mấy trong ca nó quen. Tiêm cũng áp, tiêm mũi 3 gần như nhiều phết rồi. Của vaccine áp. Thực ra chỉ cần tiêm đủ 2 mũi là nó đã rồi. Thế thì mới thả cửa. Bắt quá nhiều người ta ngại về. Đúng rồi đấy. Mấy ngày Tết tôi về mà cứ hoạch hội khai báo y tế với cách ly, tự cách ly người ta về đấy. Thế. Bác về sớm mới gặp bác cách ly tập trung rồi các kiểu thì ai dám về. Thả mất Tết thì không mất tiền, mất thời gian. Tết năm nay không ăn thì sang năm ăn. Ngại mà, nhưng mà đang ngại. Đâu phải ai cũng về trước được một tuần đâu. Hay là bao nhiêu ngày đâu. Mai vuông nhá. Nói chung là với thằng mới căng thì trong sát Tết là nó cũng giãn là ưu tiên chứ với lỏng cái này không cho về quên Tết đã quay đầu. Hà Nội là nhận tất. Ờ thì giờ mà về thì về đều có hết. Ok. Hà Nội giờ 3.000 ca có thêm vài trăm nghìn ca nữa rồi nó bình thường. Bình thường. Em đi nó khoảng 0,mấy, 0,8, 0,7 thì chắc gửi kia phải ra 1,mấy. Đúng anh, hay là hạ đến 2 phẩy không? Không, khoảng tầm dưới 1,5. Dưới 1,5 à? 1,3 đến 1,4 trong cái khoảng đấy. Đấy, tầm 1,3, 1,4. Chắc thế thôi chứ cao quá sao chủ đối. Nó là tùy theo số tiền này sao? Nó còn thời gian vay, có gì hả? Với 1 năm, 3 năm hay 5 năm. Nhất là 0,9. Gói hỗ trợ. Vâng. À, có cả gói hỗ trợ đấy. Nó chỉ hỗ trợ trong khoảng bao lâu đấy à? 2-3 năm hay gì? Đó, tùy theo cái ví dụ như là em mà vay gói hỗ trợ để mở tiệm cắt tóc hoặc tiệm kinh doanh những hoặc sản xuất thì nó tùy, thường là 1 năm. Vay xây nhà. Cao. Rồi, ok, tại vì nó phát triển đất nước.